có người hỏi các thầy là người tu có bị nghiệp chuyển hay không. Thì tôi mới hỏi quý Phật tử suy nghĩ như thế nào mà hỏi như vậy, và các vị biết nghiệp là gì, có hiểu nghiệp là gì không? Thì anh Phật tử đó anh mới nói là anh đọc sách thì anh có thấy một cái câu chuyện là có một vị tăng bị đọa làm chồn 500 kiếp, cũng vì vấn đề nhân quả không hiểu rõ, nói sai. Thì cái câu chuyện đó như thế này: trong pháp hội của thiền sư Bách Trưởng thì thấy xuất hiện có một vị tăng sĩ, mà khi nhìn kỹ thì vị tăng sĩ đó không phải là tăng chúng ở trong đạo tràng, không biết từ đâu đến, cứ mỗi lần thuyết pháp thì thấy thầy đã xuất hiện ở một cái góc nào đó. Hòa thượng cũng để ý nhưng mà cũng không hỏi, người ta đến nghe pháp. Một hôm sau khi pháp hội xong thì thấy vị tăng đó mới chờ mọi người lui hết rồi, ông ta mới đến, mới đảnh lễ tổ và nói là: thưa thầy, 500 đời trước con là tăng sĩ ở đây, nhưng vì nói một cái câu nói không đúng, hiểu lời Phật không đúng cho nên phải bị khổ lụy 500 đời làm chồn ở đây, làm con chồn, con hồ ly. Hôm nay sau những cái buổi pháp được hòa thượng khai thị, con thấy hạnh phúc lắm và con muốn hòa thượng cứu độ giùm con. Hòa thượng nói là: thầy hỏi lại tôi đi, thầy hỏi lại cái câu nói mà ngày xưa người ta hỏi thầy đó, thầy trả lời sai, bây giờ thầy hỏi lại tôi. Thì hòa thượng cho phép cái vị tăng sĩ này mới nói là: bạch thầy, người tu có lạc vào vòng nhân quả hay không, tức là có bị rơi, bị vướng, bị kẹt, bị mắc vào trong cái vòng nhân quả hay không? Ý câu hỏi là gọn là: người tu có lạc vào vòng nhân quả không? Hòa thượng mỉm cười và nói: người tu vẫn bị lạc vào vòng nhân quả, tức là vẫn bị luật nhân quả chi phối, nhưng người tu không có muội lý nhân quả. Chữ muội là mê mờ. Người ta nghĩ chắc tu là không có ăn cơm, tu là không phải làm giống người đời, thức hoài không ngủ. Họ nghĩ tu là một cái gì phải khắc tục, nghĩa là người đời ăn thì mình không có ăn, mình uống nước thôi, độ thủy chứ không độ ngọc. Và lúc nhỏ tôi cũng có cái suy nghĩ cạn cợt như vậy. Tôi nói mình tu chắc là phải cái gì nó ghê gớm lắm nè, tu là không ăn không ngủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này. Người tu với người đời khác nhau ở chỗ nào? Ở đây chúng ta không đề cập khác nhau ở cái đầu, ở cái áo. Mấy cái mô đen chùa này nè, bây giờ là bị ăn cắp mẫu hết rồi. Cái chiếc áo vạt khách, chiếc áo la hán, bây giờ các vị
ở tại gia cũng mặc hết rồi, áo thụng các vị cũng mặc luôn rồi. Vì vậy cho nên nếu mà nói về hình thức á, thì không còn có cái phân biệt. Pháp phục nhiều khi cũng mặc lẫn lộn. Thành ra cái khác của người tu ở chỗ nào? Người ta đói tàn cơm thì chúng ta đói cũng phải ăn cơm. Nhưng có thể là mình là người Việt Nam thì mình ăn ăn gạo, ăn lúa nước. Ở bên Tây, ở bên châu Âu, ở cái vùng phương Bắc thì người ta ăn lúa mạch, lúa khô. Ở bên Tàu họ ăn bánh bao. Cái thực phẩm nó khác, nhưng chung quy lại cũng phải ăn để đỡ đói và ăn để sống. Rồi lạnh cũng phải mặc. Không phải tu rồi là khác đời, người ta mặc mình ở trần. Như ngoại đạo lõa thể bên Ấn Độ, ngoại đạo ni kiền tử, không phải tu là như vậy. Không phải tu là làm khác đi. Ủa, nếu như vậy thì tu có gì lạ đâu? Cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng tiêu dùng. Vậy thì thôi, ở đời phước ra rồi. Chứ tu làm gì? Tu phải có cái gì ghê gớm lắm, cái gì khác lạ, cái gì hay hơn. Tuy rằng đói cũng phải ăn, lạnh cũng phải mặc. Nhưng trong cái ăn và cái mặc đó đó, cái đi đứng đó đó, nó có ý thức, nó có tỉnh giác, không muội lý nhân quả. Vì vậy mà cái đời sống của người tu tập đúng nghĩa đó, nó có những cái thanh thoát, có những cái nhẹ nhàng, có an lạc. Đó là cái câu chuyện mà thỉnh thoảng tôi cũng hay trao đổi với các Phật tử. Thì hôm nay chúng ta cũng trên cái câu chuyện đó mà triển khai để quý Phật tử chúng ta có thêm cái tư duy. Trong nhà chùa, tất cả những việc làm gì cũng đều phải thực tập quán niệm. Lúc 3:30 sáng thì chúng tôi nghe cái tiếng bản thức chúng, đánh bản thức chúng để gọi thức chúng, tức là gọi mọi người trở về để chuẩn bị lên chùa tụng kinh buổi sáng. Thì lúc mà đang nằm ngủ như vậy, nghe tiếng bản chợt tỉnh. Trong cái giây phút mà chợt tỉnh, mở mắt chợt tỉnh, là phải nhiếp niệm ở trong một bài kệ. Nhiếp niệm liền ở trong một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: Thủy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết tri giác, châu cố thập phương. Bài kệ đó có hai câu, mỗi câu 8 chữ. Hay nếu chia ra thì nó mỗi câu nó có 2 vế: Thủy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh. Thủy miên tức là ngủ nghỉ. Thỉ ngộ tức là mới thức dậy, chữ thỉ là bắt đầu. Thủy miên thỉ ngộ, đang ngủ trở mắt, mở mắt trở mình thức dậy, gọi là thủy ngộ. Đang ngủ là thủy miên, mở mắt thức dậy. Thức là ngộ. Chữ ngộ đây là mình thức dậy,
thì cái ý niệm đầu tiên là đương nguyện chúng sanh. Mình cũng nguyện cho mọi người trong giờ phút này, mọi người cũng phải tỉnh thức, mọi người cũng phải trở mình thức dậy như mình. Mình thức rồi thì mình cũng nguyện cho người, mọi người cũng thức. Từ cái việc mà ngủ rồi thức, chúng ta hợp pháp nó vào cái chỗ là mê rồi thức tỉnh. Ngủ thì hay mê, nhưng mà thức có còn mê không? Nhiều khi con mắt mở trao tráo mà vẫn mê mờ như thường. Thiền sư Huyền Quang đời Trần, ngài có một cái bài thơ hay lắm: mưa tạnh khe núi tĩnh, ngủ mát dưới rừng thông, nhìn lại cõi trần thế, mắt mở vẫn say nồng. Thì ở đây á, là từ cái việc mình đang ngủ, nghe bản thức, và mình nguyện cho mọi người cũng trở mình thức giấc như mình. Trở mình thức giấc như mình để mọi người cùng với mình lên chùa. Nhưng qua cái sự mà ngủ rồi thức á, thì lại đưa nó vào cái đề tài để mình quán niệm. Người tu tập luôn luôn làm thế nào để tỉnh thức. Mình tỉnh thức, mình làm sao làm cho cái hiểu biết đó, cái tuệ giác, cái tỉnh thức đó nó đạt đến cái chỗ cao tột nhất. Nó tỉnh thức đến cái chỗ tột cùng. Cái tâm tỉnh thức á, nó rộng lớn, nhất thiết trí giác, tức là cái trí tuệ siêu việt, cái trí tuệ cùng tột. Cái trí tuệ đó thấy và biết hết tất cả cái chân tướng của mọi sự mọi vật. Nó đang là gì thì thấy đúng nghĩa nó đang là đó, không có bị lệch lạc, không có thấy sai lầm. Cái thấy đó là cái thấy của Phật. Cái biết đó là cái biết của Phật. Cho nên Đức Phật gọi là bậc nhất thiết trí, là bậc có cái trí tuệ cao tột, sâu sắc, rộng lớn, vô biên. Thì mình tu tập, mình làm thế nào để mình cũng phải đạt được cái trí tuệ như trí tuệ của Phật. Châu cố thập phương, chỉ châu cố tức là mình đoái hoài đến, mình nghĩ tưởng đến, hay nói một cách nào đó là mình ôm khắp, mình đem cái tuệ giác hiểu biết đó để mình ôm hết mọi người, mọi loài, để chia sẻ những cái hạnh phúc, cái tuệ giác đó, làm cho mọi người cũng tỉnh thức, cũng hiểu biết được như mình, có an vui giải thoát như mình. Nó chỉ là một bài kệ mà mình thực tập trong khi thức dậy. Rồi mình tiếp tục, mình đi tụng kinh, mình lại Phật. Trong khi tụng kinh lại Phật, cái pháp mình phải ôm, phải nâng niu, phải hóa độ, phải giúp đỡ mọi người bằng cái ánh sáng tỉnh thức. Cho nên mình sẽ tu tập như thế nào để mình chế tác ra được cái tỉnh thức. Mình sẽ trì niệm như thế nào để mình có được cái nhất thiết trí.
Cho nên khi mà cái trí tuệ đó nó hiện hữu rồi á, thì mình sẽ có nhiều cái khả năng hiểu được người khác. Mình hiểu được người ta à, mình hiểu được người ta khổ như thế nào. Cho nên mình mới có thể giúp người ta bớt khổ. Mình hiểu được người ta rồi thì mình mới đem cái tâm từ bi để thương yêu và chăm sóc họ, giúp cho họ bớt khổ. Nếu mình không hiểu được á, thì nhiều khi mình không thể giúp cho họ bớt khổ được, dù rằng là mình có cái hạnh độ sanh. Thì quý Phật tử thấy là cũng cái nhìn, cũng cái thấy thôi, nhưng cái nhìn cái thấy của người tu tập à, khác người đời ở chỗ đó. Nhìn không có mê muội, nhìn trong tỉnh thức, nhìn bằng ánh mắt thương yêu, từ nhãn thị chúng sanh, đem ánh mắt thương yêu mà nhìn để hiểu thì mới có thể giúp cho họ. Nhiều khi mình chỉ cần lắng nghe mà không có một cái thái độ gì phản ứng hết, nghe xong rồi á thì tự nhiên mình chảy nước mắt. Quý Phật tử có bao giờ như vậy không? Nhiều khi giận lắm, mấy đứa nhỏ nó làm mình giận lắm, nhưng mà thấy nó về trong cái bộ dạng thiểu não, cái những cái ý mà muốn kêu gọi lại để trị phạt cái tự nhiên nó biến mất, nhưng mà cũng còn kiên nhẫn để coi sao giờ này con mới về, con biết giờ này mấy giờ chưa. Và nó ngồi nó thưa mẹ, con đi về qua cái ngã tư đó đó, bất chợt bị sụp cái ổ gà, con ngã nhào xuống đó, xe nó gãy nhíp rồi thế này thế kia, may là không có bị tai nạn gì, cho nên nhờ mọi người giúp đỡ con thay cái nhíp đó, rồi bây giờ con mới về tới nên cho nên khuya mẹ hoan hỷ cho con, chứ không phải con cố ý làm muốn đi chơi khuya về khuya. Nó thấy rõ ràng mình mẩy nó lấm lem hết à, nó bị dính bùn này kia, thì những cái giận hờn, những cái bực bội, những cái nghĩ tưởng mông lung chắc nó đi với đứa nào, nó này nó kia, tự nhiên biến mất hết. Cho nên lúc đó mình thấy thương hơn, mình thấy thương con mình hơn. Vì nhà mình nghèo, không có chiếc xe mới cho nó, nó chạy chiếc xe của ba nó mấy chục năm rồi, có két đi trên đường như vậy. Cho nên gặp những cái trường hợp mình không có tiền ở được cái khu phố sang trọng, cho nên ở những cái khu lao động, đường xá nó không có được thẳng thớm lắm, tự nhiên mình thương đó. Đó là mình dùng cái trí giác á, để mình ôm con mình. Mình dùng cái hiểu biết á, để mình lắng nghe cái hoàn cảnh đó. Ôm có nghĩa là mình có mặt ở đó để mình thấy được và hiểu được. Khi mình thấy được và hiểu được rồi á, thì mình sẽ có khả năng chuyển buồn thành vui, chuyển ghét thành thương, chuyển hờn giận thành tha thứ. Đó là cái phong cách
của người tu, người có tu tập. Còn nếu cái gì cũng ào ào, thấy là hốt liền, thì cái hốt đó, đó nhiều khi oan tội vì mình không hiểu. Cái câu nhất thiết tri giác châu cố thập phương là một đề tài mà quán niệm từ sáng cho đến tối. Khi mình hiểu được rồi á thì mình nở nụ cười, nở nụ cười tha thứ, nở nụ cười thân thương, nở nụ cười hạnh phúc. Cũng là một vấn đề, nhưng mà cái nhận thức vấn đề đó, có hiểu biết, có tuệ giác, có nhất thiết trí hay không, khác nhau ở chỗ đó thôi. Ở một nhận thức cách nhau chỉ một hàng cây, bên đây là đạo, bên kia là đời, chỉ một cái hàng dẫu thôi, nhưng cái nhận thức mê lầm là đời, mà nhận thức có trí giác là đạo. Hằng ngày chúng ta tu tập cũng vậy. Quý thầy hòa thượng, thầy của quý Phật tử thường dạy mình phải tu học cho tinh chuyên, đọc một câu kinh, nghe được một bài kệ gì phải ghi nhớ trong lòng. Con nay nghe đặng, nghe được á, chuyên trì niệm. Trì là gì? Là nắm giữ. Niệm là nhớ nghĩ, nắm giữ ở trong tay, nhớ nghĩ ở trong đầu. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nhận giữ ở trong 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 cuộc sống của mình, và quán niệm trong mọi phút giây. Cho nên khi mà những cái bài pháp đó làm tiền đề thì chúng ta nói năng suy nghĩ hay hành động đều không ly tâm, đều từ cái cảm hứng đó mà nói năng. Cho nên nói năng có ái ngữ, nói năng có từ bi. Vì vậy cái lời nói đó làm cho người ta hiểu được mình, và mình cũng hiểu được người ta. Nhất thiết trí giác châu cố thập phương, tám chữ đó thôi, tám chữ đó thôi, chúng ta ứng dụng trong 24 giờ đồng hồ cho tinh khôi. Cho nên mỗi sáng mình thức dậy, thức dậy miệng mỉm cười. Mình thức dậy mà mình cười được với mình khó lắm, vì mình có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ thật sâu, và trong giấc ngủ nó có đầy mộng mơ đẹp, thấy được Phật, thấy được Bồ Tát, thấy được đi chùa, thấy được cùng với các Phật tử đạo bạn ngồi bàn kinh, ngồi nói chuyện đạo. Cho nên mình thức dậy, cái hương vị của câu chuyện đạo đó nó vẫn còn ảnh hưởng, cho nên cười. Phải chăng đứa bé mà nó mới sanh ra đó, nhiều khi nó ngủ cái mình đứng mình chăm sóc nó, mình ở bên mình thấy nó ngủ nó cười, nó mụ bà dài nữa, phải không? Trẻ con á, nó nằm ngủ rồi, nhiều khi mình thấy nó cười mà mình thấy nụ cười rất đẹp, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, nó không có gượng gạo, không có méo xẹo, nó cười thật là đẹp. Nếu mình tu tập và mình có được nhiều an lạc thì nụ cười mình cũng không thua gì đứa bé đó đâu.
Vì vậy nếu mà mình tu tập, mình đạt được như vậy thì mình cũng có, cũng hoàn nguyên, mình trở lại cái ngây thơ, cái trong trắng, cái tinh khiết của thuở ban đầu. Cái chân tính, giác tính là cái điểm xuất phát thuở ban đầu của chúng ta. Nhưng mà mình để những cái bụi trần nó vấy nhiễm, mình để những cái khổ đau của trần gian nó làm dằn vặt, cho nên mình mất đi cái nụ cười, mất đi cái nụ cười hồn nhiên an lạc. Vì vậy khi mình thức dậy, miệng mỉm cười, không phải cần lợi soi gương được em, không phải vậy, tự cái nét mặt của mình nó hân hoan đó. Chúng ta thấy có những cái tượng mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Mỉm cười không phải là cười toe toét, phải vậy. Cái cơ trên mặt của Ngài nó rạng rỡ ra vì hiểu được Thầy, hiểu được Phật muốn nói cái gì. Đó, cái gương mặt chúng ta rạng rỡ như vậy là vi tiêu, vì mình thấy được rằng là mình duy trì được cái trạng thái tỉnh thức từ ngủ đến lúc dậy, lúc nào mình cũng ở trong cái trạng thái tỉnh thức. Thức thì đương nhiên là thức rồi, nhưng mà ngủ mà vẫn tỉnh thức, cái đó mới tuyệt. Không biết quý Phật tử đã có từng trải qua cái trạng thái này không? Ngủ vậy đó, nhưng mà đến chợt nghe thức vậy, mình đang tụng chú Đại Bi nữa chừng, đang trì cái bài kinh mà mình thường tụng đó nữa chừng, chợt tỉnh thấy rồi, vừa đọc tới đó, cho nên thôi ráng đọc tiếp luôn, rồi hẳn ngồi dậy. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái giây phút màu nhiệm như vậy. Như vậy là trong khi mình ngủ có tỉnh thức, mà ngủ có tỉnh thức như vậy có thiện thần hộ trì, có những vị giới thần, có những vị thiện thần hộ trì cho mình, cho nên trong giấc ngủ của mình được an lành. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nếu mà ý niệm của mình lúc nào cũng tỉnh giác như vậy, cũng an trú trong thiện pháp, cũng an trú trong chánh niệm, cho nên mình đi đâu và ở nơi nào mình cũng được chư thiên hộ trì. Nghe nói là nhà vua Thái Lan đó, là ông vua mà ở trên cái ngôi vua lâu nhất so với các vua ở các nước. Ông ở trên ngôi vua hình như là 60-70 năm gì đó. Nghe người dân Thái người ta nói là mỗi lần ông đi làm lễ tịch điền hay là ông đi thăm ở cái vùng nào đó, trời đương nắng vậy mà chỗ ông đi đến ở trên đó bao giờ cũng có cái áng mây rộng mát che ông. Những cái này thật ra đối với cái người đời thì họ lạ, chứ mình học Phật mình hiểu rồi không có lạ. Những cái hiện tượng này nếu người tu tập mà miên mật có được sự hộ trì nhiều thì các vị ở đâu cũng có được những cái màu nhiệm như vậy. Mình nghĩ là phải có ăn mây như vậy, nhưng thật ra mình bước ra đường đứng họ cái tự nhiên cái có người con có cây dù thì con che cho thầy, đó là ăn mây chứ gì nữa. Trời đang trời nắng mà được như có người cầm cái dù cho hoặc mượn cái quạt che, đó là cái màu nhiệm tới gì, phải không? Mình cứ nghĩ phải là mây ngũ sắc chập chờn đi tới đâu làm tới đó như phiên Tôn Ngộ Không vậy, đâu phải. Chính cái sự tỉnh giác đó nó giúp cho mình có nhiều khả năng tự tu,
tự độ và hóa độ người khác. Cho nên mình đem cái tuệ giác hiểu biết đó, để mình ôm khắp mười phương, mình ôm mọi người, mình chăm sóc mọi người, mình trân quý mọi người, mọi loài bằng cái trí tuệ hiểu biết. Cho nên mình sẽ không làm cho họ khổ, mình không làm cho họ khổ. Cũng một cử chỉ đó mà không có hiểu biết làm cho người ta khó chịu. Các vị thử nghĩ mình đi ra đường mà tự nhiên có một ai đó lợi tự nhiên nắm tay mình lôi đi là bất an rồi đó. Không công an thì cũng cảnh sát, phải không? Không giặc cướp thì cũng thổ phỉ gì đó. Nhưng mà mình đi ra đường có cha mình nắm tay, có thầy mình nắm tay, có người thân thương mình lợi dìu dắt hạnh phúc. Tại cái nắm tay đó là có tuệ giác, có hiểu biết, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Vì vậy, ôm lấy bằng cái nhìn có ý thức, gìn giữ bằng cái tuệ giác có tỉnh thức. Trước tiên mình phải gìn giữ cho mình. Mình lấy cái tuệ giác tỉnh thức đó để mình gìn giữ, mình ôm lấy mình trước. Mình ý thức được con mắt của mình nó còn tốt. Cho nên mình ý thức được như vậy á, mình sẽ giữ thế nào để con mắt của mình nó tốt, nó sáng. Để gì? Mở mắt thì thấy được trời xanh, thấy được mây trắng, thấy được những người thân thương đang còn sống chung quanh mình. Và mình thấy được mình đang còn sức khỏe tốt, mình đang còn sống. Có những người ngủ rồi đi luôn, không còn có khả năng mở mắt trở lại, không còn có khả năng mang lại cái đôi dép mà mới mua chiều hôm qua, qua đời khác rồi. Cho nên mỗi sáng thức dậy mà mình có tỉnh thức á, mình thấy được cái hạnh phúc là mình còn sống. Và mình luôn luôn tỉnh thức, cho nên mình sẽ không làm việc, không để con mắt làm việc quá độ, không bắt nó lao tác mệt nhọc, để đến lúc nào đó rồi á, nhìn đời bằng hai mảnh ve chai đeo kính, phải không? Ôi, muốn nhịn gì? Sửa tới sửa lui nữa, khổ quá, là đi qua cái phút giây khác rồi. Cho nên mình đem cái trí giác đó, mình thương yêu, mình chăm sóc con mắt mình, mình ôm con mắt của mình để mình nguyện mình giữ con mắt đó nó sáng. Các bạn trẻ đừng suốt ngày dán mắt vô trong cái máy tính, thương con mà sắm cho nó cái máy rồi suốt ngày nó cứ dán mắt vô đó nó chơi game. Cái đó là mình thương nó hay mình hại nó? Rồi mai mốt á, ra đường nhìn thấy ai cũng tri thức hết á, tại vì ai cũng đeo kính hết. Lúc nhỏ đó tôi có những cái cuộc đời tôi có cái chuyện, hồi đó tôi thấy, lúc đó tôi khoảng hai mấy tuổi, tôi thấy người mấy thầy khác đi ra đường có cặp kính đeo, mình thấy nó oai thế nào, thấy là ra vẻ trí thức lắm và cũng thích lắm, mà không biết đâu có mua. Cho nên nói đây là sám hối. Tôi chở hòa thượng thầy tôi từ ở bên chùa Định Thành đi qua dòng ông Tố chùa Thái Nguyên đó. Hồi đó đạp xe giỏi lắm, đạp xe đạp thôi, đi tới ngã ba Cát Lái nè, cái bụi nó dấy lên, cái nó làm xuống không mắt, đảo. Hòa thượng nói cái gì vậy? Thế là dừng lại, nói dạ bụi không thấy đường. Cái buổi sau về hòa thượng cho cặp mắt kính. Cái đó kêu bằng buồn ngủ mà gặp chiếu manh, quá mừng. Thế là đeo mắt kính, đeo cứ coi tới coi lui, thấy đẹp, thích. Thế từ đó là sao, lâu lâu cái cũng chớm lên đeo mắt kính, mình nghĩ là tri thức.
Nhưng sau này mới thấy dại quá. Thật ra tại bụi mới đeo, che mắt, tại cận mới nhìn, chứ để con mắt tự nhiên, ồ thấy được mắt ba mí, mắt một mí, mắt hai mí, thấy được mắt đẹp chứ, phải không? Cho nên khi có tuệ giác, có nhất thiết trí, thì mình sẽ thấy đúng nghĩa, không cần phải cộng thêm một cái gì khác vào đó. Và đó là cái hạnh phúc. Cho nên mình biết thương yêu mình, mình còn có đôi chân khỏe nè, thì mình phải biết trân quý nó, đi cẩn thận, đừng vội vã chạy rồi lỡ nó trợt nó té, rồi gãy xương, lớn tuổi khó lành lắm. Đến lúc đó lại cũng không được nữa, ngồi cũng không được nữa, thì mới thấy là khổ. Cho nên đem cái nhất thiết trí đó ôm ấp trân quý, gìn giữ thân khẩu ý của mình, để mình được duy trì cái hạnh phúc an vui mình đang có. Và từ đó mình phát huy nó lên. Phát huy bằng cách nào? Đức Phật có cái phạm âm, giọng tiếng của Ngài rất là hay. Trong kinh nói, Đức Phật nói một giọng thôi mà chư thiên cũng nghe, nói một tiếng thôi mà trời người A-tu-la, Càng Thác Bà, Khấn Na-la, Ma Hầu La Già, tức là mỗi người, mỗi loài đều hiểu được hết. Mình với nhau nói tiếng Việt với nhau mà không hiểu nữa, nói hồi cái nổi sung, phải cắt nghĩa, phải không? Huống chi là nói ngoại ngữ, nói với người nước ngoài. Nhưng mà Đức Phật có khả năng, tại vì Ngài nói bằng từ ái, nói bằng từ bi. Có lần tôi đi cúng mấy Phật tử này, thưa thầy, má con đâu có học chữ Nho đâu, mà thấy thầy viết sớ bằng chữ Nho, thầy tụng đọc bằng chữ Nho, má đâu con đâu có biết nhận, đâu có biết nghe đâu. Cũng may là lúc đó mình chợt tỉnh, cho nên tôi nói thế Phật là người Ấn Độ hơn người Việt Nam. Phật người Ấn Độ, phải không? Vậy thì mình tụng kinh bằng tiếng Việt hoặc sao không nghe? À, thế là giải thích được vấn đề mà mình thoát tim. Thoát tim đó. Nếu mình không giải thích được thì tất cả những cái thời khóa mình tụng nãy giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Mình nói bằng cái tiếng nói của trái tim, mình hành động bằng hành động của trái tim, cho nên hiểu được ngay. Nhiều khi trước Đức Phật mình phải nói kỳ an cho bà A ở đường Sương Nguyệt Ánh quận nhất này kia, không cần nói vậy đâu. Phật không có biết đường Sương Nguyệt Ánh chỗ nào. Mặc dầu là ông có nhất thiết trí, nhưng mà thật ra Phật cũng không phân biết đó. Khởi một ý niệm, nhất niệm thông tam giới. Chỉ cần một ý niệm thanh tịnh, và ý niệm đó có từ bi và trí tuệ, thì ý niệm đó truyền thông được tất cả. Loại nào nghe cũng hiểu. Cảnh giới nào cũng tiếp nhận được. Thế cho nên mình mà tu tập á, khi nào mà cái chất liệu từ bi và trí tuệ nó có mặt trong cái khẩu nghiệp của mình rồi đó, thì mình nói lời gì đều có khả năng hàn gắn, thiết lập được cái truyền thông, hiểu nhau, giúp đỡ nhau và làm cho người đó được an vui hạnh phúc. Thì cái khả năng đó đó mà nâng cao đến tột cùng thì gọi là hồng âm chấn động. Phật có cái âm thanh đó. Từ ở cái thân nghiệp thanh tịnh, từ khẩu nghiệp thanh tịnh, từ ý nghiệp thanh tịnh, cho nên nó đúc kết ra một cái phong cách an vui giải thoát, có những cái pháp âm, có những
cái cách nhìn rất là thánh thiện. Khi mình có khả năng ôm ấp và thương yêu mình rồi đó, thì mình đem cái tuệ giác đó mình nguyện cho chúng sanh, mình nguyện cho họ để họ cũng có tỉnh thức và họ được cái tuệ giác của mình chăm sóc họ, và họ cũng đem cái tuệ giác đó để họ thương yêu và chăm sóc người khác. Cho nên cứ nhân ra như vậy thì mọi người mọi loài đều tu tập và có hạnh phúc. Chính cái hạnh phúc đó nó duy trì. Vì vậy mà nhìn cái gương mặt mình lúc nào cũng tươi, nhìn cái gương mặt mình lúc nào hình như cũng mỉm cười. Quý Phật tử, nếu mà từ cái đạo lý này chúng ta nhìn thằng bé nào nó mới sanh, đứa bé nào nó mới sanh đó, có nhiều khi mình nghe nó khóc mà vui lắm, biết cuộc đời thằng bé đó nó sướng ạ. Đây các vị thử kinh nghiệm là nhìn mấy đứa cháu mình coi, có nhiều đứa nó khóc mà mình nghe nó khóc như là một bản nhạc vậy, nó khóc tằng 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 tằng, nó nghe nó khóc hay lắm. Nhưng mà có nhiều đứa trẻ đó, mình nghe nó khóc nó buồn, nó thảm sao vậy đó, cuộc đời của thằng này u ám đây. Tại vì nó từ cái nghiệp đó nó ra, cho nên nếu mà nó không biết tu tập, không chuyển hóa, sau này nó không sửa đổi thì cuộc đời của nó cũng u tối như 30, cũng khổ đau như tiếng nấc của nó. Hữu chi ưu trung, hình chi ưu ngoại. Tu tập là vậy. Thế cho nên nhân cơ hội mình thức dậy, mình muốn mọi người đều được thức dậy. Thức dậy trong cái nhất thiết trí, thức dậy trong cái trí tuệ hiểu biết tột cùng, để mọi người không có khoảng cách. Chúng ta đọc trong sách, trong truyện á, nó hồi xưa lắm, khi mà loại người không có xa cách với loài thú, cho nên người nói thú nghe, thú nói người nghe. Cái mình nghĩ, chắc hồi đó con chó nó nói được. Thầy ơi, con đói bụng. Mình nghĩ như vậy, nhưng thật ra đó, nó là wow wow, là ngôn ngữ đói bụng. Và mình thương nó, cho nên mình nghe được cái ngôn ngữ đó là nó đói. Cái lúc nó no khác, cái lúc nó đói khác. Khi mà hai cái tầng lớp đó không có giai cấp, thương mọi người, thương mọi loài, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh. Chúng sanh đó không phải là mình, không phải là mình thôi, con sâu, cái kiến, con chó, con mèo, con bò, con ngựa, tất cả những loài mà có tình thức gọi là chúng sanh. Đức Phật thương yêu như nhau hết. Vì vậy mà chúng ta có nghe câu chuyện là cái anh này ảnh thưa với Phật là ngày mai Đức Thế Tôn đừng đi khất thực, con xin nấu cơm cà ri cúng Phật. Phật ừ. Thế ảnh về, ảnh thức 1 giờ sáng, ảnh dậy ảnh làm cơm cà ri rất là ngon. Nấu xong rồi cái chập sớm 6-7 giờ, anh xách cái giỏ thức ăn đó lên tịnh xá cúng Phật. Đi giữa đường anh thấy còn sớm quá, thôi anh ngồi gốc cây anh nghỉ anh chập, ngồi ngủ, gió hiu hiu, gió thổi ngủ quên. Giật mình dậy thấy con chó nó lợi nó nít hết cái phần cơm cà ri cúng Phật rồi. Anh buồn, anh giận, anh cứ nạt nó, nhưng mà thấy nó còn đói, nó lấm lét, nó tính làm tiếp nữa. Thôi anh thấy thương, anh cho nó ăn. Thế là anh thiểu não lắm, anh đến xin sám hối Phật.
Đức Phật nói Như Lai biết hết rồi, thôi đừng có buồn, hôm nay công đức của anh đó rất là to lớn. Cái công đức mà anh cho con chó nó ăn á, bằng công đức anh cúng Như Lai ăn. Tại vì á, cái cơm á, nó quý cho người đói. Như Lai không ăn thì Như Lai không chết, nhưng mà con chó đó không có bữa cơm này có thể nó chết đói. Đó là cái nhìn bình đẳng, thấy mọi người cùng khổ như nhau, cùng đói như nhau, cùng khát như nhau, cho nên mới khởi được cái tâm. Người ta đói cũng như mình đói, cho nên mình đem cái sự suy tư ở mình nghĩ đến người ta mình thương. Đó là có cái nhìn nhất thiết tri giác cho cô thập phương. Đem cái nhất thiết tri giác để mà ôm khắp mọi người. Mình ôm như vậy để làm gì? Mình chăm sóc như vậy gì? Để mình ước vọng. Ước vọng mình mong muốn cho mọi người đều thành Phật, cho mọi người đều tỉnh thức, cho mọi người đều có khả năng tỉnh thức, mọi người được thành Phật, tức là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Vì vậy mình chia sẻ cái hạnh phúc mình có đến người khác, không biết người ta có nhận được hay không, nhưng lúc đó mình đã có khả năng bố thí rồi. Cho nên quý Phật tử ngồi tụng kinh ở đây, sau mỗi thời kinh mà khi phục nguyện đó, mình phải chắp tay thật trang nghiêm, một lòng thành kính hướng về Đức Phật, và mình lắng nghe từng tiếng một của cái vị chủ lễ, người ta đại diện cho mình để ta nói nội dung là thế này: vừa rồi có bao nhiêu công đức, có bấy nhiêu hương hoa, xin thành kính thiết tha đem tất cả công đức này xin gửi tặng cho bà Phật tử B gì đó, và mọi người mọi loài đều được sống an vui hạnh phúc. Niệm xong rồi mọi người đồng ý không? Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là đồng ý, phải không? Đến chừng người ta phục nguyện cái đi xếp kinh, đi dọn bà kệ, sửa bộ để chuẩn bị đứng dậy, người ta nói gì không biết. Nhớ mà nó nói tụng kinh xong rồi chị em chúng ta xuống nhổ cái cây kia, đồng ý không? Mô Phật. Thất bại rồi. Cho nên chúng ta luôn luôn phải có nhất thiết tri giác để thấy, để nghe, để hiểu người ta nói cái gì, nó đúng mới theo, nó phải mới nghe, chứ không phải cái gì cũng mô Phật hết. Phải có nhất thiết tri giác cho cô thập phương. Vì vậy mong cho mọi người thành Phật, để mọi người hết khổ được vui. Chúng ta thử nghĩ, trong một cái đất nước Việt Nam mà chỉ có Phật tử đạo tràng Pháp Hoa mới hân vui hạnh phúc, còn ngoài ra tất cả các Phật tử khác đều khổ đau, đều nghi kỵ, đều lầm than, thì sao? Thì đâu có hay lắm đâu, phải không? Cho nên chúng ta làm sao tất cả những người Phật tử đều có an vui hạnh phúc, đều có nhất thiết tri giác. Rồi không phải dừng lại tất cả Phật tử thôi, tất cả mọi người đồng bào quốc dân trên lãnh thổ Việt Nam đều có sống đời sống an vui hạnh phúc. Rồi không dừng lại trong lãnh thổ Việt Nam, tất cả mọi người mọi loài trên hành tinh này đều có được an vui hạnh phúc. Đó là châu cố thập phương, ôm ấp mười phương. Nhưng trước tiên mình phải biết ôm ấp mình trước, đem cái nhất thiết tri giác đó để chăm sóc mình trước, rồi mình chăm sóc ông nhà, chăm sóc bả, chăm sóc mấy đứa nhỏ, rồi chăm sóc bà con lối xóm, dần dần ra đến mọi người mọi loại. Cho nên với cái trí tuệ vô lượng đó, chúng ta có thể hiểu được cả mười phương, hiểu được mọi người mọi loài, dù mình không nghe được cái ngôn ngữ của họ, nhưng mình hiểu họ đang khổ.
Họ đang sống trong lầm than, trong vô minh, trong tham ái, cho nên mình biết họ khổ. Vì vậy mình sẽ tìm mọi phương tiện để dẫn dụ họ, giúp cho họ có được cái hiểu biết để biết chia sẻ. Vừa qua trong cái thông tin báo chí đó, Nhật bị động đất á, rồi mọi người phải xếp hàng lấy cơm á. Có cái thằng bé đó đó, cái thằng bé nhỏ nó đứng nó chờ để cơm, và nó thấy người ta thấy nó tội quá, người ta mới lấy cơm, người ta cho nó và người ta dành ưu tiên cho nó. Nhưng khi nó được rồi cái nó trút qua cái bát của cái người già ở bên, mời nó lên trước đứng, nó không đứng. Nó nói ai cũng muốn ăn hết, cho nên nó cứ đứng theo cái thứ tự của nó. Một hành động như vậy thôi là đã cảm hóa được bao nhiêu người. Tức là họ biết chia sẻ và nhường nhịn. Dù nó chưa thuyết pháp, nhưng nó biểu hiện cái pháp nhường nhịn và chia sẻ đó qua cái phong độ của nó. Nó không có dành, dù nó được ưu tiên. Cho nên nhiều khi mình chỉ cần hiểu biết, có cái nhất thiết trí, có cái trí tuệ siêu việt, có cái trí tuệ cao tột hiện hữu, thì mình hiểu được, mình sẽ hiểu được. Và khi hiểu được rồi đó thì tự nhiên mình có khả năng thương yêu. Đạo Phật chỉ ở hai chữ từ bi và trí tuệ thôi. Từ bi và trí tuệ là nội dung của Đạo Phật. Tuy là Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, Ngài nói chuyện giảng đạo hơn 300 hội, nhưng tất cả những lời dạy đó đều tự trung lại chỉ có hai chữ từ bi và trí tuệ. Chỉ có hai từ đó thôi. Con người phải sống bằng từ bi và phải có trí tuệ. Trí tuệ để phát huy từ bi, và chính cái từ bi đó làm cho con người ta có trí tuệ, có hiểu biết, cho nên có thương yêu. Có thương yêu vì có hiểu biết. Cho nên khi hiểu được thì sẽ thương được và giúp cho mọi người, mọi loài có hạnh phúc. Thế cho nên chúng ta nghĩ rằng là tu học mình sẽ đạt được cái gì? Mình có được công đức. Vì công đức là cái gì? Cũng lời nói đó, nhưng người ta nói đổ vỡ, ta nói chia rẽ. Cũng lời nói đó, nhưng mà mình nói có chất liệu của từ bi và trí tuệ, cho nên lời nói đó làm cho mọi người hiểu nhau, xây dựng hàn gắn, làm cho người ta hạnh phúc. Cho nên cái lời nói đó là công đức, chứ không phải vàng đeo đỏ tai, đỏ cổ là công đức. Không phải là ở cái địa vị cao là công đức. Không phải có chức vụ nhiều là công đức. Không phải ở cái chỗ quyền quý cao sang là công đức. Chưa hẳn. Nhiều khi có tiền của nhiều á, nhưng mà nói ra cái lời gì là đổ vỡ, là làm cho người ta buồn khổ với nhau, lời nói đó không phải là công đức. Công đức không có hình tướng. Công đức không có hình tướng. Công đức nó ở trong pháp thân. Tức là khi cái thân mình mà có pháp, thân mình biết ứng dụng theo chánh pháp, lấy pháp giới làm thân. Cho nên công đức đó là cái mà cái khả năng làm cho mọi người hạnh phúc, làm cho mọi người an vui, làm cho mọi người giải thoát. Thì lời nói hành động đó là công đức. Quý Phật tử hiểu chỗ này. Chúng ta nói đi chùa làm công quả,
để có công đức, phải không? Nhưng mà làm công quả như thế nào mới có công đức đây? Làm công quả mà còn thị phi, còn bếp xếp suốt ngày, làm sao có công đức? Vì vậy, khi mình hiểu được rồi đó, thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Vì mình có nhất thiết trí giác, mình có được cái trí tuệ cao sâu để mình có khả năng thương yêu và chăm sóc mọi người, trong đó mình là người được hưởng trước. Tuy nhiên tu tập, tuy nói là như vậy chứ không đơn giản. Mình thực tập một mình dễ thất bại lắm. Nếu không có sự yểm trợ, không có những cái phương tiện nhắc nhở. Vì vậy mà các tổ dạy mình phải học thuộc lào cái bài kệ đó. Nếu mà hay quên viết bài kệ đó, dán ở ngay cái đầu giường, cái chỗ mà mình ngủ, mình mở mắt ra cái mình thấy liền đó. Để làm chi? Để lấy đó làm phương tiện nhắc nhở mình phải lập tâm như vậy, phải nhiếp niệm như vậy. Ở trong cái phòng tắm, cái chỗ đánh răng á, cái chỗ mà để trên cái kệ đó, mình có thể viết một cái bài kệ gì? Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời ái ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Đó là những bài kệ mà các tổ đã, các hòa thượng đã diễn thành thơ để mình học cho dễ nhớ. Còn nếu mà mình mà là nhà thơ và mình có nhiều tuệ giác, mình có thể viết một cái gì đó để mình nhắc. Ví dụ trên xe treo sâu chuỗi nhõng nhảnh ở trước cái kiến chiếu hậu này để làm gì? Để làm phương tiện nhắc nhở. Như hôm trước chúng ta nói, trên xe có Phật không? Ý niệm của mình có tỉnh giác như những cái hạt chuỗi này không? Nếu không thì cầm cái tay lại nguy hiểm lắm. Đó là phương tiện nhắc nhở. Hay là mình treo một cái vật gì đó mà mình thích nhất á, mình treo đó để nhìn nó là nhớ tới những cái đề tài mình phải thực tập. Đó là phương tiện. Ở nhà mình tự chế ra. Trong cái chìa khóa xe gọn vậy thôi, nhưng mà mình còn móc thêm cái hoa sen à, nó lượng lượng xe chạy nó để làm gì? Để làm phương tiện nhắc nhở mình phải lái xe có chánh niệm, mình phải luôn luôn chế tác ra nhất thiết trí để có khả năng ôm ấp mình và chiếc xe đó đi tới cơ quan được bình an, được an toàn. Rồi ở chùa sáng tối thỉnh chuông. Thỉnh chuông để làm gì? Thỉnh chuông để nhắc nhở mọi người phải thực tập chánh niệm. Hôm mấy buổi trước đến đây giảng đó, gió nhiều, cái phong linh treo hai bên này nè, nó kêu dữ lắm, phải không? Nó kêu dữ lắm. Treo phong linh để làm gì? Nghe cho nó hay hả? Thật ra hay thì cũng có hay, nhưng cái tâm mình an tĩnh mới nghe hay. Còn cái tâm mà phiền não bực bội, buộc nó lại đi. Nổi nóng đó. Lúc đó là vì cái giận á, nó làm cho mình xấu, mình không còn nghe được cái hay. Phiền não làm cho mình bồn chồn, không thấy được cái đẹp. Vì vậy những cái tiếng chuông, những cái lời kinh trong sinh hoạt ngày nay của chúng ta đó, những cái buổi mà tập hợp đông người khi chưa làm lễ đó, thì các chùa hay mở nhạc. Nhạc gì? Nhạc Phật có, Phật Tàu có, Phật Ta có, Phật Tây có, đủ hết. Có người thì tụng theo Tây Tạng. Có chùa thì Nam Mô A Di Đà Phật tụng theo Tàu. Có chùa thì
gì đó. Tôi không thuộc nhạc nhiều. Tất cả những cái lời nhạc mở hay thiệt, nhưng mà nhìn kỹ Phật tử cứ ngồi nói chuyện không, cứ dụm lại nói chuyện. Thì như vậy là mình không thấy được, mình không có nhất thiết tri giác, cho nên mình không thấy được những cái phương tiện quý thầy các tổ để lại giúp cho mình phải thực tập chánh niệm. Không phải đợi đến lúc tụng kinh mới thực tập chánh niệm. Tụng kinh thì có nửa tiếng đồng hồ, có một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ suốt 24 giờ đồng hồ mình chỉ có được một giờ đồng hồ chánh niệm sao? Đem một cái tỉnh quá ít để mà đối trị với cái động quá nhiều, hụt vốn, không đủ cái đạo lực để đối trị. Cho nên á, chúng ta phải bắt đầu thực tập chánh niệm từ sáng giờ dần thẳng đến tối. Từ lúc mình thức dậy cho đến lúc mình đi ngủ, trong khoảng thời gian đó mình bước xuống mang dép cũng có nhất thiết tri giác. Mình đi đánh răng cũng có nhất thiết tri giác. Mình đi thay áo cũng có nhất thiết tri giác. Rồi lấy xe để đi lên chùa, trong những giây phút đó đều có nhất thiết tri giác, tức là có thực tập chánh niệm. Chính vì vậy những cái sự an tĩnh đó đó, nó luôn luôn duy trì. Cho nên khi mình bước vô thời kinh đó là mình nhập vào đại định liền. Tụng hết một thời kinh đến chừng cuối cùng nó mới ngộ, ngộ có một phút à. Vì mình luôn luôn thực tập chánh niệm, cho nên mình luôn luôn ở trong an tĩnh. Và nhờ an tĩnh đó, tất cả những lời dạy trong kinh mình mau thuộc, mình dễ nhớ và mình ứng dụng trong mọi thời gian. Lúc đó đó, lúc mình đang lặt rau, lúc mình đang quét nhà, không phải mở cái cuốn Bổn Môn Pháp Hoa ra để đọc sao vừa quét nhà vừa đọc kinh được. Nhưng mà những cái lời dạy trong Bổn Môn đó mình cô đọng lại, ba chén sắc còn có 8 phân thôi, mà 8 phân cũng còn nhiều, sắc còn lại có 1cc thôi à. Rồi cho nên cái chỗ nào mình cũng bơm vô hết á. Vì vậy cho nên mình quét nhà, nhưng cũng quét nhà trong Bổn Môn, lái xe trong Bổn Môn, bước đi trong Bổn Môn. Rồi đến lúc mà mình vừa tỉnh tọa là mình nhập đại định liền. Tuyệt vời, mầu nhiệm. Tôi nghĩ cái này là những điều chúng ta có thể thực tập được hết. Vấn đề là mình luôn luôn phải ý thức, phải dùng phương tiện để nhắc nhở, phải biết nghe chuông. Khi chuông điểm lên phải dừng lại tất cả mọi tư duy, mọi hành động, để ý thức được rằng mình đang có chánh niệm, rồi làm tiếp. Cái làm kế tiếp đó là làm trong ý thức, không vội vã, không có lật đật, không có hấp tấp, không có quên lãng, không có thất niệm. Cho nên mình nghe chuông mà mình biết dừng lại để cái tuệ giác của mình nó tỏ lên đó, thì mình có thể thấy được rằng là cái nụ cười, cái ánh mắt của mình, cái bước chân, cái hơi thở của mình đang biểu hiện chánh niệm, tức là có tuệ giác. Vì vậy cho nên bất chợt ngủ dậy, cái nụ cười đó đó, nụ cười trong đêm khuya không có ai thấy, nhưng mà dù trong đêm khuya, dù không ai thấy, nhưng mà trăng sao biết, trời đất biết, quỷ thần biết, chư thiên biết. Thế cho nên mình đau khổ cũng không giấu được ai đâu. Dù mình khóc ở trong bóng tối, nhưng mà trăng sao biết, trời đất biết, quỷ thần biết. Thế cho nên người tu mà đạt được như vậy á, có thể gọi người đó là đại hùng, anh hùng.
Đức Phật gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Đại hùng là anh hùng, không phải là mình có sức mạnh mang được hai cây AK. Xin lỗi, tôi cũng không biết cây AK là cái gì nữa, nhưng nghe nói chắc là cây súng cũng oai lắm, vác lên vai. Không phải mang súng cầm gươm mà là anh hùng đâu, mà là người có nhất thiết tri giác, có khả năng chuyển hóa khổ đau, vượt lên trên thế giới an lạc. Người đó là anh hùng. Và người đó có khả năng cứu độ, giúp đỡ, đem mọi loài chúng sanh vượt ra ngoài cõi khổ. Anh hùng của Phật giáo là như vậy. Không phải anh hùng là mình đánh được, mình đối chọi lại được với nhiều người, không phải như vậy. Mà mình đối trị được phiền não, mình chuyển hóa được những cái vô minh tham ái là anh hùng. Vì vậy nhất thiết trí giác là cái trí tuệ cao siêu. Sống mà có trí thì tự nhiên mình mới chuyển hóa được cái tình. Mà tình đa tưởng thiểu thì lưu nhập hoành sanh. Các loài thú nó không có trí nhiều, nó có tình nhiều, vì vậy nó rơi vào những cái loài xương sống đi ngang. Con chó, con chó, con bò đó là những loài thú xương sống đi ngang, mình là cái xương sống đứng. Cho nên trong cái bài phóng sanh đó nói là tình đa tưởng thiểu lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ đẳng tích dĩ am tuế ngu si bất tu chánh niệm. Các ngươi vì tình thức vọng động nhiều, tuệ giác cao siêu ít, cho nên làm loài súc sanh. Nên biết các loài thủy tộc hay là hư không, không tính chúng sanh đây, nghiệp chướng tích lũy nhiều, bị cho nên bị ám, u ám, bị mê mờ. Đó là cái lời khai thị trong khi mình phóng sanh. Nay mình tu tập để mình sống với trí nhiều hơn, và nhờ cái trí đó nó chuyển hóa được cái tình cảm. Sống nhiều về tình cảm, không phải là cái tình hiếu, tình trung. Tình cảm đây là bị cái cảm tính, bị thương, ghét cũng là một tình cảm. Ghét là một cái cảm xúc của tâm lý. Thương cũng là một cảm xúc của tâm lý. Mình bị cái đó nó làm xáo trộn, và mình bị nó làm mình khổ đau. Thế cho nên hạnh phúc đích thực là mình phải làm thế nào mình có cái tuệ giác để tất cả lời nói, hành động và ý nghĩ trong 24 giờ đồng hồ của mình giữ thật tinh khôi, giống như tờ giấy trắng vậy đó, không để những cái tì vết gì nó loang, nó ố trên cái tờ giấy trắng đó. Và ngày nay được như vậy, ngày mai được như vậy, cho đến hết cuộc đời mình, nhân tốt đã gieo thì quả lành sẽ gặt hái. Đó là cái gọi là biết sống có hạnh phúc. Nếu như mình có con mắt từ bi, có hành động từ bi, có lời nói từ bi thì mình có hạnh phúc. Mà thật ra ai cũng có, hình như ai cũng có hết, phải không? Ai cũng có tâm từ hết á, ai cũng có cái tâm biết thương, tức là cái hạt giống từ bi ai cũng có, hạt giống trí tuệ ai cũng có. Nhưng mà hình như có đem ra ứng dụng không? Những điều mà mình đọc theo kinh Phật dạy đó, ai cũng có đọc, mà có đem ra để ứng dụng không? Hình như có, nhưng mà cũng có lúc hình như không. Giây phút nào mà hình như không á, thì nhờ nhất thiết trí giác, nhờ cái tiếng chuông, nhờ cái lá phướng,
nhờ cái sâu chuỗi, nhờ ảnh Phật giúp cho mình đệ tĩnh, giúp cho mình ý thức trở lại, để mình có nhiều an vui hạnh phúc. Cho nên tu tập mỗi ngày là phải có nhiều an vui hạnh phúc. Đi chùa lâu năm, thọ giới lâu năm, theo thầy lâu năm là phải có nhiều hạnh phúc nữa. Còn nếu mà chỉ có cái thời gian thôi, mà thời gian đó không có cộng thêm an vui hạnh phúc, thì 20 năm đó cũng đâu có giá trị gì. Quý Phật tử hiểu chỗ này. Thì nói tóm lại, cái khác của người tu không phải là người ta ăn thì mình uống nước, hay là người ta ăn cơm mình ăn rau không, người ta ăn cơm mình ăn chuối không. Hồi xưa ở dân gian có ông đạo chuối, có ông đạo xôi, có ông đạo mía, ông đạo đường. Đạo đường thì chắc chưa nghe, có tiểu đường thì nghe. Không phải tu là khác như vậy. Tu là có tuệ giác, dùng cái lăng kính tuệ giác đó để nhìn, để thấy, để nghe, để hiểu, để nói, để làm, để suy nghĩ. Nhất thiết trí giác, đem cái trí tuệ cao tột đó để ôm khắp mười phương, để nguyện cho mình và mọi người luôn có hạnh phúc an vui. Đó chính là cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý đạo hữu Phật tử trong đạo tràng. Thì cầu Phật luôn gia hộ cho tất cả mọi người, mọi loài